80,2% cử tri Nga sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Đây là kết quả của cuộc khảo sát do Viện Tiếp thị xã hội Nga vừa đưa ra. Kết quả cuộc khảo sát được đưa ra ngay trước thềm của bầu cử Tổng thống Nga tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 này, cho thấy sự tín nhiệm của cử tri Nga dành cho Tổng thống Putin. Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga gần nhất vào năm 2018, ông Putin đã đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu là 76,69%. Nếu ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này thì đây sẽ là nhiệm kỳ tổng thống thứ 5 của ông. Dự kiến kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 2. Thưa quý vị, quốc kỳ Thụy Điển vừa đầu lần đầu tiên được kéo lên tại trụ sở tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Bruxelles, Bỉ, đánh dấu tư cách thành viên của quốc gia Bắc Âu này trong liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Lễ thượng cờ diễn ra sau 4 ngày Thụy Điển hoàn tất mọi thủ tục để chính thức trở thành thành viên của NATO dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng với nhiều quan khách. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic ngoại trừ Nga đều đã trở thành thành viên của Liên minh quân sự này. Một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng đã xảy ra trên chiếc máy bay Boeing 787 vận hành bởi hãng hàng không Latam Airlines bay từ Australia tới New Zealand. Sự cố đã khiến cho 50 hành khách bị thương. Theo thông tin từ các hãng tin lớn như Reuters và Washington Post, sự cố trên máy bay ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật, chiếc máy bay đã đột ngột gặp rung lắc mạnh giữa không trung. Theo mô tả của hành khách trên máy bay, chiếc Boeing 787 ngừng bay và rơi thẳng xuống. Chiếc máy bay ngừng lại, cách tốt nhất để miêu tả là nó rơi khỏi không trung và chúi đầu xuống, sau đó nó lấy lại được đà và bay ngược trở lên. Khi nó lấy lại cân bằng thì không còn rung lắc nữa. Nhiều hành khách đã gặp chấn thương trong sự cố này do không thắt dây an toàn tại thời điểm xảy ra sự cố. Rất may mắn chiếc Boeing 787 đã có thể hoàn tất hành trình của mình và không gặp thêm bất cứ sự cố nào. Nguyên nhân cụ thể của sự cố đang được các bên có thẩm quyền điều tra kỹ lưỡng. Kể từ đầu tháng 3, các máy bay của hãng sản xuất máy bay Boeing liên tục gặp sự cố mất an toàn. Sự việc một lần nữa giáng một đòn mạnh vào nỗ lực lấy lại hình ảnh của hãng này. Boeing chịu nhiều tai tiếng và chỉ trích kể từ sau vụ việc cửa máy bay Boeing 737 mắc đột nhiên bật mở giữa không trung. Thưa quý vị, chính phủ Ấn Độ bắt đầu thi hành luật cấp quốc tịch vốn bị chỉ trích là phân biệt đối xử với người Hồi giáo. Theo đạo luật quốc tịch sửa đổi CAA, người dân thuộc các cộng đồng thiểu số tại những nước Hồi giáo Afghanistan, Bangladesh và Pakistan sẽ được cấp quốc tịch Ấn Độ nếu họ tới nước này trước tháng 12 năm 2014. Những cộng đồng này gồm người theo Hindu giáo, Đạo Sikh, Phật giáo và Kitô giáo. Trong khi đó, người Hồi giáo ở ba quốc gia trên không thuộc diện được cấp quốc tịch theo đạo luật. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg phản đối giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine dương cờ trắng. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không đồng ý với quan điểm của giáo hoàng kêu gọi Ukraine có dũng khí dương cờ trắng để đàm phán với Nga. Ông Jens Stoltenberg cho rằng nếu các nước muốn có một giải pháp hòa bình, thương lượng lâu dài, thì cách tốt nhất để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, nhiều nước cũng đã phản đối giáo hoàng kêu gọi Ukraine dương cờ trắng. Bà Tomoko Akane đã được bầu làm chủ tịch mới của Tòa án hình sự quốc tế ICC và trở thành người Nhật Bản đầu tiên đứng đầu cơ quan có trụ sở tại La Hay vào này. Và bà Tomoko Akane, 67 tuổi, sẽ đảm nhận chủ tịch mới của Tòa án hình sự quốc tế với nhiệm kỳ 3 năm. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực ngay lập tức. Bà Akane là một thẩm phán của tòa hình sự quốc tế ICC từ năm 2018. Trước đó thì bà là đại sứ hợp tác tư pháp quốc tế của Nhật Bản, đồng thời từng là công tố viên. ICC là một cơ quan tư pháp thường trực quốc tế được thành lập để truy tố các cá nhân phạm tội. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã công bố bổ sung 100 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Haiti nhằm ngăn chặn cuộc bạo loạn băng đảng ở nước này trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Caribe ở Jamaica để bàn về tình hình Haiti. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng công bố thêm 33 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo. Điều này nâng mức đóng góp của dự, dự kiến của Mỹ cho lực lượng này lên 300 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đưa ra một đề xuất chung được các nhà lãnh đạo Caribe và tất cả các bên liên quan của Haiti nhất trí nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị và thành lập hội đồng tổng thống đặc biệt lực lượng houthi sẽ tăng cường tấn công ở biển đỏ trong bối cảnh mỹ anh tiếp tục không kích quy mô lớn nhằm vào các khu vực do lực lượng houthi kiểm soát lực lượng Houthi tại Yemen đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào tàu Pinocchio của Mỹ ở Biển Đỏ. Theo người phát ngôn Houthi, lực lượng này sẽ tăng cường các cuộc tấn công trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Động thái của Houthi diễn ra sau khi quân đội Mỹ và Anh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực do lực lượng này kiểm soát, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Tín đồ Hồi giáo trên thế giới đã bắt đầu tháng lễ Ramadan. Với người dân Iran, họ đã đến các khu chợ để mua sắm và chuẩn bị cho tháng ăn chay Ramadan. Người dân mua trà là và trái cây ở chợ địa phương cho bữa tối Iftar, bữa ăn của các tín đồ Hồi giáo sau khi mặt trời lặn trong tháng Ramadan. Điểm khác biệt duy nhất trong tháng lễ này là bữa ăn trong ngày của mỗi người được tiêu thụ sớm hơn và muộn hơn một chút trong tháng lễ Ramadan, các tín đồ Hồi giáo sẽ phải nhịn ăn, nhịn uống thậm chí cả nước kể từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Đối với người Hồi giáo, đây là tháng linh thiêng trong năm bởi họ tin rằng kênh Koran sẽ được hoàn thành vào tháng này. Bất chấp nhiều lời kêu gọi ngừng bắn của phía cộng đồng quốc tế trong ngày đầu tiên trong tháng lễ Ramadan, linh thiêng nhất trong năm của người Hồi giáo, quân đội Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công vào đồng thời hai mặt trận là giải Gaza và miền Nam Liban. Theo truyền thông khu vực, tại Gaza, quân đội Israel tiếp tục mở các cuộc tấn công bộ binh kết hợp không kích và pháo kích vào hàng loạt mục tiêu. Một số nguồn tin Ả Rập dẫn báo cáo của cơ quan y tế Palestine tại Gaza cho biết, các cuộc tấn công trong ngày đầu tiên của tháng Ramadan khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương, hầu hết nạn nhân là dân thường, tương tự như trong hơn 5 tháng xung đột đã qua. Còn tại mặt trận phía Bắc, truyền thông Israel cho hay Pháo binh và máy bay chiến đấu của quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt bắn phá vào hàng loạt vị trí của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Mục tiêu tấn công là các tòa nhà và cấu trúc quân sự được Hezbollah sử dụng, cùng một số địa điểm mà nhóm vũ trang Liban chuẩn bị thực hiện các cuộc tập kích tên lửa sang lãnh thổ Israel. Sau khi thông tin về phát biểu của giáo hoàng Francis cho rằng Ukraine nên thể hiện dũng khí dương cờ trắng và bắt đầu đàm phán để chấm dứt xung đột với Nga được đăng tải, các bên liên quan đến cuộc xung đột đã ngay lập tức đưa ra những phản ứng riêng. Theo hãng tin Reuters, dường như đây là lần đầu tiên giáo hoàng Francis sử dụng những cụm từ cờ trắng hay thất bại khi bình luận về cuộc xung đột tại Ukraine, mặc dù trước đây ông đã từng nói về sự cần thiết phải đàm phán. Phát biểu của giáo hoàng nhận được sự ủng hộ từ phía Nga, tuy nhiên vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây không phải là lúc để nói về việc người Ukraine đầu hàng. Đó sẽ là một thảm kịch đối với người Ukraine. Theo như tôi hiểu, ý tưởng mà giáo hoàng đang đề cập, đó là ngài ủng hộ các cuộc đàm phán. Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nói về điều này, về sự sẵn sàng và cởi mở của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán. Nhưng chúng tôi luôn vấp phải sự phản đối từ Kiev, từ nhiều nước châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối năm 2022 đã ký xác lệnh không đối thoại với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin còn tại vị. Còn trong tuyên bố mới nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5 tháng 3 khẳng định nước này sẽ theo đuổi chiến dịch tại Ukraine tới khi đối phương đầu hàng, bác bỏ khả năng hòa đàm với chính quyền Tổng thống Zelensky. Những động thái này cho thấy con đường đi tới đàm phán giữa các bên như kỳ vọng của giáo hoàng Francis còn rất xa vời.